điểm trùng hợp ly kỳ giữa sư minh tuệ thiền sư thích nhất hạnh hai bậc chân tu kính chào các khán thính giả đã quay trở lại với kênh chuyện nhân quả các bạn thân mến chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm về hai vị chân tu nổi tiếng thiền sư thích nhất hạnh và thầy minh tuệ để thấy rõ hơn con đường tu hành trong bối cảnh thời đại hiện nay thiền sư thích nhất hạnh với dòng tu tiếp hiện, chủ trương chánh niệm và tỉnh thức trong từng phút giây. Và ngược lại, thiền sư Thích Minh Tuệ thực hành theo 13 hạnh đầu đà, không cất giữ tài sản, không nhận tiền bạc và chỉ khất thực nước và thức ăn đủ dùng trong một bữa. Dù pháp môn của hai vị sư có sự khác biệt, nhưng cả hai đều chung một mục tiêu đó là tu học giáo lý nhà Phật và mang lại lợi ích cho chúng sinh trong thời kỳ mạt pháp. Sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về tiểu sử và hành trình tu học của thầy Minh Tuệ nhé. Thầy tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Thầy là con thứ hai trong gia đình bốn người con. Năm 1994, thầy cùng gia đình chuyển đến xã La Tô, huyện La Rai, tỉnh Gia Lai để sinh sống. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, thầy đi nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ, thầy theo học tại trường trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên và sau đó làm công việc đo đạc địa chính tại Phú Yên. Năm 2015, thầy xuất gia tại một ngôi chùa và nhận pháp danh Thích Minh Tuệ Minh có nghĩa là sáng, tuệ là trí tuệ. Cái tên mang ý nghĩa con đường soi sáng bằng trí tuệ. Cảm thấy không còn duyên ở chùa. Năm 2017, thầy rơi chùa và bắt đầu tu tập theo hạnh đầu đà. Thầy Minh Tuệ bắt đầu hành trình đi bộ qua nhiều tỉnh thành, quyết tâm tu tập theo lời dạy của Đức Phật. Thầy Minh Tuệ nhấn mạnh rằng con đường tu tập của thầy không liên quan đến chính trị, đảng phái hay giáo hội nào. Thầy chia sẻ, việc của con là tu tập đi theo lời Phật dạy, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói láo, không uống rượu bia, ăn chay một ngày một bữa trước 12 giờ, không nghe ca hát, không xem phim, không cất giữ tiền bạc và không nhận tiền bạc của bất kỳ ai qua bất kỳ hình thức nào. Buổi chiều con chỉ nhận nước suối, nếu không có thì con cũng không sao. Những lời chia sẻ của Thầy Minh Tuệ phản ánh một đời sống tu hành nghiêm cẩn và đầy tâm huyết. Với lòng quyết tâm và niềm tin vững chắc vào giáo lý của Đức Phật, Thầy đã từ bỏ mọi tiện nghi vật chất để sống một cuộc đời thanh đạm và tự tại thiền sư thích nhất hạnh và thầy minh tuệ mỗi người một con đường nhưng đều hướng đến sự giác ngộ và an lạc thiền sư thích nhất hạnh với chánh niệm và tỉnh thức còn thầy minh tuệ với hành đầu đà và sự từ bỏ tất cả vật chất cả hai đều là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo trong cuộc sống đầy biến động và phiền não, những bài học từ hai vị chân tu này là nguồn cảm hứng vô tận giúp chúng ta tìm thấy sự bình an và thanh tịnh trong tâm hồn. Giữa tháng 7 năm 2015, khi đang làm việc, thầy tình cờ nghe được những lời dạy của Đức Phật. Ngay từ giây phút đó, thầy cảm nhận được sự cao cả trong giáo lý nhà Phật và phát nguyện ăn chay một ngày một bữa, đọc kinh sách và giữ giới trong 6 tháng. Sự thanh tịnh và mục đích cao quý của Phật pháp đã thôi thúc thầy quyết định xuất gia. Dù ban đầu cha mẹ thầy không đồng ý nhưng sau đó cũng chấp thuận. Thầy từ chối phần tài sản được chia và chỉ xin cha mẹ ký giấy cho mình xuất gia. Khi mới bắt đầu tu học, thầy không hiểu nhiều, như một người học lớp 1 rồi lớp 2, từ từ tiến lên cao hơn nhờ sự chỉ dạy của các thầy khác thầy dần hiểu thêm về phật pháp thầy minh tuệ pháp danh của thầy sau một thời gian tu học tại chùa nhận thấy mình không phù hợp đã quyết định rời bỏ chùa và lên núi ẩn cư trong hốc đá hàng ngày đi khất thực dù phật không nói về việc ngủ ngồi thầy chọn ngủ ngồi suốt ba năm không nằm thầy muốn giảm bớt sự ham muốn ngủ nghỉ chỉ dựa vào gốc cây hay bờ tường khi mệt sau một thời gian ở một chỗ thầy nhận ra rằng mình không có cơ hội để thử thách tham sân si nên quyết định đi bộ từ nam ra bắc và ngược lại thầy không dám nói trước khi nào sẽ dừng lại chỉ biết rằng hành trình này là để thử thách và tu tập thầy giữ pháp danh thích minh tuệ thay vì tục danh lê anh tú như một cách thể hiện sự quyết tâm trong con đường tu học của mình Trước khi đi tù, thầy cũng có một công việc như bao người khác, nhưng không cảm thấy hạnh phúc. Thầy nhận thấy rằng dù ai có việc làm, có công việc ổn định, thì cũng phải đối mặt với bệnh tật, già nua và cái chết. Điều này thúc đẩy tìm kiếm những điều Phật dạy, cao siêu vi diệu, tối ưu thiền định và trí tuệ để thoát khỏi khổ đau và đạt đến sự an lạc hạnh phúc. Thầy Minh Tuệ tâm niệm, phật dạy thế nào con làm theo thế ấy để có an lạc hạnh phúc chứ không phải tự mình mà biết thầy còn khiêm tốn cho biết rằng mình vẫn đang học chưa vào định được nhưng luôn kiên trì và nỗ lực trên con đường tu học qua câu chuyện của thầy thích minh tuệ chúng ta thấy được rằng hành trình tìm kiếm sự giác ngộ và an lạc không phải là con đường dễ dàng đó là con đường đầy thử thách đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại và quyết tâm cao độ. Những ai đang trên con đường tu học có thể học hỏi từ thầy, lấy thầy làm tấm gương để tiếp tục cố gắng vượt qua mọi khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Thầy Minh Tuệ từng chia sẻ rằng mục đích của việc đi tu của thầy là để cầu giải thoát, chỉ khi đạt được chánh đặng chánh giác, thầy mới có thể đền đáp công ơn cha mẹ một cách trọn vẹn mỗi ngày thầy chỉ xin ăn một bữa cơm để nuôi thân tu hành không tích trữ hay xin thêm thầy tuyệt đối không nhận tiền bạc hay vật phẩm dưới bất kỳ hình thức nào y áo thầy mặc được may từ những mảnh vải thầy nhặt ở nghĩa địa hay thùng rác ven đường thầy không sử dụng y áo có màu giống với các tu sĩ và cũng không nói mình ở chùa nào để tránh làm ảnh hưởng đến các sư thầy và nhà chùa bình bác để nhận thức ăn của thầy được chế từ nồi cơm điện không phải y bác của các quý sư thầy thầy minh tuệ nhận thức rõ ràng cuộc đời là vô thường sống này chết mai không ai biết trước nên thầy quyết định sớm đi tu có người hỏi thầy về việc ngủ ở nghĩa địa thầy bình thản trả lời rằng có khi thấy bóng đen đi qua nhưng không ảnh hưởng gì đến thầy đối với thầy tất cả đều là anh em cha mẹ và thầy không còn ích kỷ thù hận, coi tất cả mọi người trong thế gian đều bình đẳng. Thầy từng nói, dù ai có chửi mắng thầy, thầy vẫn coi là bạn. Và nếu bị đánh, thầy vẫn chúc cho họ những điều tốt đẹp. Thầy luôn nguyện ước cho mọi người được hạnh phúc. Khi chưa phát tâm tu hành, thầy cảm thấy bình thường. Nhưng sau khi phát tâm, thầy phải đối mặt với đủ thử thách như đánh đập, chửi bới, bệnh đau để kiểm tra xem mình có vượt qua được không, có chiến thắng được bốn nỗi khổ, sinh già, bệnh chết hay không. Thầy khuyên mọi người không nên học bói toán vì có đúng có sai, và Đức Phật không dạy điều này. Thay vào đó, mọi người nên học đạo đức, Giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu bia để được hạnh phúc. Thầy nhấn mạnh rằng việc giữ giới là quan trọng nhất trong giới định tuệ. Không giữ giới thì không thể tu thành Phật. Thầy cũng nói về việc ăn chay, rằng ăn chay mà giữ giới thì cũng đạt được thành tựu trong việc tu Phật. Dù người ta cho thầy thức ăn chay mặn đủ loại, thầy luôn chọn thức ăn chay. Cuối cùng, thầy khuyên mọi người đừng lạy thầy mà hãy lạy Phật pháp tăng những chia sẻ này của thầy thích minh tuệ thật sự là những bài học quý giá cho chúng ta chúng ta thấy được lòng kiên trì nhẫn nại và quyết tâm cao độ của thầy trên con đường tu học thầy là một tấm gương sáng cho những ai đang tìm kiếm con đường giải thoát và an lạc hãy cùng noi gương thầy tu học và giữ giới để đạt được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống thầy thích minh tuệ từng khẳng định rằng thầy không kêu gọi hay lập ekip quay phim theo mình, nhưng thầy cũng không xua đuổi họ. Nếu việc quay phim giúp họ có lợi ích, thầy vẫn chúc họ hạnh phúc. Đối với thầy, ở đâu cũng là chùa, nên không quan trọng việc chùa nào mở cửa hay đóng cửa. Thầy đi bộ thay vì đi xe để rèn luyện sức khỏe và đi chân trần để cảm nhận mọi thứ dưới chân mình, đảm bảo không dẫm đạp lên các sinh vật nhỏ bé thầy cho rằng không có thứ gì đáng giá trên người mới thật sự là hạnh phúc và không phải lo nghĩ giữ gì cả. Thầy Minh Tuệ không có gì để sợ bị đánh đập hay giết hại vì thầy không có thứ gì quý giá để tiếc nuối. Khi được hỏi về việc ngủ trong chòi lá giữa rừng, thầy trả lời rằng theo lời dạy của Đức Phật, ngủ ở đâu cũng ngon nếu không có khởi tâm dâm dục. Thầy không đọc chú Đại Bi để xua đuổi ma thầy không muốn gây xung đột với bất cứ sinh vật nào thầy không giận ai nói xấu hay chửi mắng mình thay vào đó thầy chúc họ may mắn khi được khen ngợi thầy bình tâm và chúc người khen mình được hạnh phúc thầy nhận thấy rằng người cho thầy thức ăn thì thường rất vui và hạnh phúc còn người chửi mắng thầy thì đó mặt không tự nhiên thầy thích minh tuệ khiêm tốn tự nhận mình không phải là sư thầy chỉ là một công dân Việt Nam như mọi người, muốn học tu mà không có mục đích tuyên truyền hay giảng đạo. Mọi lời Phật dạy đều có trên mạng, thầy chỉ đơn giản là thực hành theo những gì Đức Phật đã chỉ dạy. Những chia sẻ của thầy là những bài học quý giá về sự khiêm tốn, lòng từ bi và quyết tâm tu tập. Thầy đã cho chúng ta thấy rằng hạnh phúc không đến từ vật chất mà từ sự thanh tịnh trong tâm hồn thầy cũng nhấn mạnh rằng việc giữ giới luật là quan trọng nhất trong tu tập bởi không giữ giới thì không thể đạt được giác ngộ các bạn thân mến thiên sư thích nhất hạnh người sáng lập dòng tu tiếp hiện nổi tiếng với chủ trương chánh niệm và tỉnh thức trong từng phút giây sự minh triết và từ bi của ngài đã lan tỏa khắp thế giới giúp nhiều người tìm thấy sự bình an trong cuộc sống hiện đại đầy áp lực trong khi đó, thầy Minh Tuệ với hành trình tu tập khổ hạnh theo 13 hạnh đầu đà đã chọn cho mình con đường riêng biệt và gian khó. Thầy không giữ tài sản, không nhận tiền bạc hay quần áo cúng dường, chỉ khất thực nước và thức ăn đủ dùng trong một bữa. Dù pháp môn có khác nhau, nhưng cả hai vị chân tu đều quyết tâm tu học giáo lý của nhà Phật giữa thời mạt Pháp. Tiểu sử của thầy Minh Tuệ là một câu chuyện đầy cảm hứng. Thầy tên thật là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại Hà Tĩnh. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự và tốt nghiệp trường trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên, thầy làm đo đạc địa chính tại Phú Yên. Năm 2015, thầy quyết định xuất gia và tu học tại một ngôi chùa, lấy pháp danh Thích Minh Tuệ. Tuy nhiên, thầy Minh Tuệ sớm nhận ra rằng con đường của mình không nằm trong khuôn khổ của chùa chiền. Thầy quyết định rời chùa, ẩn tư trên núi và thực hành khổ hạnh. Từ năm 2017, thầy bắt đầu hành trình đi bộ khắp các tỉnh thành, xin phép gia đình để tu tập theo lời Phật dạy. Không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối và không uống rượu bia. Thầy ăn chay một ngày một bữa trước 12 giờ trưa, không cất giữ tiền bạc và không nhận tiền bạc của bất kỳ ai trong suốt hành trình tu tập thầy minh tuệ chọn ngủ ngồi để giảm bớt nhu cầu về giấc ngủ đồng thời rèn luyện sự kiên trì và ý chí thầy cũng quyết định đi bộ từ nam ra bắc không dám nói trước khi nào dừng lại với pháp danh thích minh tuệ thầy muốn giữ lại ánh sáng trí tuệ và sự sáng suốt mà tên gọi mang lại thầy minh tuệ chia sẻ rằng việc tu hành của thầy nhằm mục đích cầu giải thoát khi đạt được chánh đặng chánh giác thầy mới có thể đền đáp công ơn cha mẹ và giảng pháp cho mọi người hiện tại thầy khuyến khích những ai muốn học hãy lên mạng nghe giảng từ các sư thầy và đọc sách kinh phật thầy minh tuệ không nhận mình là nhân sự của chùa nào cũng không thuộc dòng nam tông hay bắc tông thầy tự thấy đạo đức của mình chưa đạt đến cảnh giới đó hành giả minh tuệ là một người tự tu theo lối khổ hạnh không nhận tiền cúng dường và chỉ ăn một bữa mỗi ngày thầy minh tuệ chọn cuộc sống khổ hạnh tối ngủ dưới gốc cây trong nghĩa địa hay nhà hoang tránh xa tiện nghi vật chất và không nhận bất kỳ đồng tiền cúng dường nào thầy chỉ nhận phần thức ăn cho bữa duy nhất trong ngày và sử dụng những gì nhặt được như nồi cơm điện thay cho bình bác khất thực thầy không nhận mình là một tu sĩ chính thức hay thuộc bất kỳ tông phái nào mà chỉ coi mình là một người dân thường đang học và thực hành theo giáo lý của đức phật cuộc sống không nhà cửa không tài sản của thầy minh tuệ không phải để tìm kiếm sự chú ý hay ca tụng mà là để rèn luyện bản thân bỏ đi cái ngã tức là cái tôi của bản thân và những lòng tham về lối sống vật chất đây là cách thầy tiếp nối truyền thống tu hành khổ hạnh đầu đà, một phương pháp tu có thời Đức Phật và được tôn giả Maha Ca Diếp thực hành một cách nghiêm khắc nhất. Thầy Minh Tuệ từng là nhân viên đo đạt địa chính và đã có thời gian tham gia quân ngũ. Ông chọn con đường tự tu, không gắn bó với bất kỳ chùa nào để tránh những ràng buộc và danh xưng địa vị. Cuộc sống của thầy là một hành trình rèn luyện không ngừng và mỗi bước đi chân trần của thầy là một minh chứng cho sự kiên nhẫn và ý chí sắt đá. Tuy nhiên sự nổi tiếng bất đắc dĩ của thầy trên mạng xã hội lại mang đến những hệ lụy không mong muốn. Những đám đông hiếu kỳ, những người hành đạo và cả những kẻ trục lợi từ Youtube, TikTok bao vây thầy trên từng bước đường khất thực. Sự xuất hiện của họ không chỉ gây ồn ào, hỗn loạn mà còn ẩn chứa nguy cơ xung đột. Đáng buồn thay, nhiều người chỉ có thầy như một đối tượng để khai thác lợi ích cá nhân, sử dụng hình ảnh của thầy để câu like, câu view. Sự chân thành và lòng kiên trì của thầy Minh Tuệ trong hành trình tu hành khổ hạnh là một tấm gương sáng cho chúng ta học hỏi. Thầy không giảng pháp, không kêu gọi người khác theo mình, nhưng lại để lại những bài học sâu sắc về sự từ bi, nhẫn nhục và lòng không chấp trước thầy luôn khuyến khích mọi người học hỏi giáo lý của đức phật qua các sư thầy kinh sách và thực hành giữ giới sống lương thiện trong cuộc sống hiện đại đầy bon chen và cám dỗ thầy minh tuệ như một điểm sáng nhắc nhở chúng ta về giá trị của sự đơn giản và tâm hồn thanh tịnh hy vọng rằng chúng ta sẽ học hỏi và áp dụng những bài học từ cuộc đời của thầy để tìm kiếm sự an lạc và hạnh phúc thật sự trong cuộc sống việc quay video live stream của những người sử dụng điện thoại di động để quay hành động của hành giả minh tuệ không chỉ là sự đáng thương mà còn là một hiện tượng đáng lo ngại. Những chiếc điện thoại được nối dài với tay cầm, những người phùng vẫy cố gắng thu hút sự chú ý của mạng xã hội. Không phải vì mong muốn chia sẻ cái tốt hay sâu sắc mà vì mục đích tạo ra sự chú ý và tiềm năng kinh doanh cảnh tượng đó không chỉ làm mất đi sự riêng tư của thầy minh tuệ mà còn làm gián đoạn quá trình tu tập của ngài đám đông hiếu kỳ theo đuổi trào lưu không chỉ làm người ta phản cảm mà còn gây trở ngại cho việc tu hành của thầy những người này bằng cách sử dụng hình ảnh và tên tuổi của thầy minh tuệ không chỉ gây mất ổn định trong quá trình tu hành của ngài mà còn làm suy yếu mục tiêu và ý định của thầy trong việc truyền đạt pháp môn hành động này không chỉ là một vấn đề cá nhân của thầy mà còn làm ảnh hưởng đến quyền tự do tôn giáo và sự ổn định trong xã hội việc gây rối và phá vỡ quá trình tu tập của một tu sĩ không chỉ là một việc làm thiếu tôn trọng mà còn phản bội giá trị cốt lõi của tôn giáo chúng ta cần nhớ rằng mọi người tu tập có quyền được tôn trọng và không ai có quyền can thiệp vào cuộc sống và quyết định của họ việc tạo ra sự náo loạn và hỗn loạn chỉ làm trở ngại cho sự tiến triển của mỗi người trong việc tìm kiếm sự an lạc và hạnh phúc thật sự mỗi người trong chúng ta khi tìm kiếm ý nghĩa và hạnh phúc trong cuộc sống đều có thể học tập và thực hành theo những lời dạy quý báu của đức phật nếu bạn kính trọng một người đang hành đạo với tất cả tâm huyết và lòng thành thì cách tốt nhất để bày tỏ lòng kính trọng ấy chính là tự mình thay đổi, hoàn thiện bản thân, từ lời nói, hành động đến suy nghĩ, hướng tới những giá trị tốt đẹp cho xã hội, dù chỉ là những việc nhỏ nhặt nhất, đó mới chính là ý nghĩa thật sự của việc noi theo giáo lý nhà Phật. Những ồn ào thị phi quay quanh hành giả Minh Tuệ gần đây có lẽ sẽ khiến ông hạn chế tiếp xúc với các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội khi mọi người lợi dụng và đẩy đến đỉnh điểm những giá trị chân thật mà ông đang theo đuổi trở nên khó khăn để đạt được giữa những sóng gió và ồn ào như vậy điều cần thiết nhất chính là tìm về sự tĩnh lặng và bình an như hai câu thơ rất phù hợp với chủ đề đã nói tìm gì giữa chốn trần gian và không hai chữ bình an đủ rồi sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu tiểu sử của thầy thiền sư thích nhất hạnh để hiểu thêm về hành trình và nguồn cảm hứng của một vị thầy lớn. Tên thật của ông là Nguyễn Đình Lan, sinh năm 1926 tại Cố Đô Huế và qua đời năm 2022. Thầy sinh ra trong một gia đình có truyền thống văn hóa phong phú. Với cha là ông Nguyễn Đình Phúc, một quan chức trong triều đình, nhà Nguyễn thời Pháp thuộc, và mẹ là bà Trần Thị Dị, người làng Hà Trung, tỉnh Quảng Trị. Thầy là con áp út trong một gia đình có 6 người con. Từ nhỏ, thầy sống trong nhà ông bà nội, cùng đại gia đình bao gồm các chú bác và anh em họ, trong một ngôi nhà lớn có sân vườn bên trong thành nội Huế. Thiền sư Thích Nhất Hạnh thường nhắc lại một kỷ niệm vô cùng quan trọng trong nhiều bài pháp thoại của mình. Có lẽ vào năm thầy lên 9 tuổi, đó là khi thầy tình cờ nhìn thấy hình ảnh của Đức Phật trên bìa một tạp chí Phật giáo. Hình ảnh Đức Phật ngồi thật an nhiên trên bài cỏ với nụ cười từ bi đã chiếm trọn tâm trí của thầy, để lại một dấu ấn sâu đậm về sự bình an và sự tĩnh lặng. Hình ảnh đối lập hoàn toàn với những khổ đau và bất công mà thầy thấy xung quanh mình. Trong bối cảnh đất nước dưới sự đô hộ của người Pháp, bức hình đã đánh thức ước muốn mãnh liệt trong lòng thầy khi đó vẫn còn là một cậu bé về việc sẽ trở thành hiện thân của sự tĩnh lặng bình an và thảnh thơi như đức phật và có thể giúp những người xung quanh cũng đạt được sự an nhiên như vậy qua cuộc đời và hành trình tu tập của thầy thiền sư thích nhất hạnh đã để lại một di sản vô cùng giá trị về lòng từ bi sự tĩnh lặng và những giá trị tốt đẹp của đạo phật Chúng ta, những người ngưỡng mộ và tôn trọng Thầy, hãy cùng nhau noi gương và thực hành những lời dạy quý báu của Thầy, để cuộc sống của mỗi người trở nên ý nghĩa hơn và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Thầy Thích Minh Tuệ sinh ra trong một gia đình khá giả và có một công việc ổn định, một điều mà nhiều người ao ước. Tuy nhiên, với quy tâm từ bỏ những ràng buộc thế tục, Thầy đã noi gương Đức Phật Thích Ca, lựa chọn con đường xuất gia và tu tập theo hành đầu đà. Quyết định này không chỉ là sự hy sinh mà còn thể hiện lòng kiên định và niềm tin sâu sắc vào con đường mà thầy đã chọn. Thiền sư thích nhất hạnh dù xuất thân từ một gia đình có điều kiện với cha làm quan cũng đã tìm thấy sự bình an và tĩnh lặng trong hình ảnh của Đức Phật. Ngay từ khi còn là một cậu bé, ước muốn xuất gia đã đánh thức trong lòng thiền sư. Sau này ông trở thành một trong những người thầy về Phật giáo, nổi tiếng ở phương Tây. Những lời dạy và phương pháp của thiền sư Thích Nhất Hạnh không chỉ thu hút sự quan tâm của nhiều người từ các quan điểm tôn giáo, tâm linh và chính trị khác nhau, mà còn giúp họ phát triển trí tuệ, lòng từ bi và lối sống tỉnh thức. Thực hành theo pháp môn của thiền sư, nhiều người đã biết cách sống bình an, tìm thấy niềm vui trong hiện tại và phát triển khả năng thực hành chánh niệm phương pháp chánh niệm của ông thường được điều chỉnh để phù hợp với tri giác của người phương tây trên internet bạn có thể dễ dàng tìm thấy danh sách các cuốn sách bằng tiếng anh mà thiền sư là tác giả các tác phẩm của ông đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ và xuất hiện trên kệ sách về tôn giáo triết học ở khắp nơi trên thế giới tại mỹ và châu âu những cuốn sách của thiền sư đã trở thành tài liệu bắt buộc phải học cho sinh viên các khoa tâm lý học triết học, tôn giáo và văn hóa. Trong suốt cuộc đời của mình, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã mở ra con đường đúng đắn cho nhiều người tìm đến hạnh phúc và hòa bình. Ông cho rằng thực hành chánh niệm giúp chúng ta nhận diện và chuyển hóa niềm đau, nỗi khổ. Chánh niệm là sự biết rõ những gì đang có mặt và đang xảy ra. Khi nắm tay một đứa bé, hãy để tâm 100% vào bàn tay em bé khi ôm người thương trong lòng hãy thật sự có mặt và tỉnh thức điều này trái ngược hoàn toàn với cách sống và làm việc của chúng ta trước đây giáo lý của thiền sư thích nhất hạnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp xúc với hạnh phúc đích thực ngay trong giây phút hiện tại đây cũng chính là điểm chung giữa ông và thầy thích minh tuệ cả hai vị đều tìm kiếm sự bình an và tĩnh lặng thông qua sự buông bỏ thế tục và thực hành chánh niệm sự hiện diện và tỉnh thức không chỉ mang lại sự an lạc cho bản thân mà còn lan tỏa đến những người xung quanh tạo nên một cộng đồng sống hạnh phúc và hòa bình những giá trị mà thiền sư thích nhất hạnh đã truyền đạt không chỉ giúp người khác phát triển bản thân mà còn hướng tới xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn đây là con đường mà cả thầy thích minh tuệ và thiền sư thích nhất hạnh đã chọn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều người Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng dạy rằng khi chúng ta hiểu được hạnh phúc đích thực là gì, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên giản dị hơn và chúng ta sẽ biết cách chăm sóc bản thân. Hạnh phúc đích thực có thể nằm trong từng phút giây chúng ta tu học Phật Pháp, làm việc thiện và nói lời tốt đẹp. Bất kể tôn giáo nào, hạnh phúc đến từ sự giản dị trong đời sống như thực hành theo 13 hành đầu đà của Thầy Thích Minh Tuệ thầy đã sống một cuộc đời đơn giản, biết khổ và chứng nghiệm khổ, từ đó hiểu rõ nguyên nhân của khổ. Khi đã thấu hiểu, khổ sẽ tự chấm dứt, không phải mong thoát khổ để được lạc. Thầy Minh Tuệ thường nhặt vải bỏ đi bên đường hoặc trong thùng rác để may lại làm quần áo. Khi đi qua sông suối, thầy dừng lại để tắm rửa. Mỗi ngày thầy chỉ ăn một bữa và nghỉ ngơi bên đường hoặc tại các nghĩa trang vì vậy thầy mong mọi người không cho quá nhiều thầy chỉ nhận vừa đủ một bữa ăn và nước uống đối với thầy hành trình đi bộ không khó khăn khi tâm mình an lạc và hạnh phúc nếu vượt qua được những trắc trở thầy cảm thấy không còn trở ngại nào phía trước hành trình của thầy là một sự công hiến trọn đời không nhằm truyền tải điều gì mà chỉ muốn thực hành những lời dạy của đức phật để hoàn thiện bản thân khi đi bộ thầy luôn ước nguyện cho mọi người được hạnh phúc, sống vui vẻ với gia đình. Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng dạy chúng ta rằng ta có thể ôm ấp những nghịch cảnh lớn lao bằng lòng can đảm và tâm từ bi. Sự có mặt đích thực là món quà quý giá nhất mà ta có thể hiến tặng cho những người mình yêu thương. Sự hiện diện tỉnh thức trong chánh niệm của Thầy Minh Tuệ như một phần sáng chiếu rọi giữa thời mạt Pháp nhắc nhở về hành trình tu học năm xưa. Thời Đức Phật còn tại thế, rất nhiều đệ tử của Ngài đã tu theo 13 hành đầu đà và chứng đạo. Hành trình đi bộ và thực hành theo hành đầu đà của Thầy Minh Tuệ, dạy chúng sanh biết khổ, chứng nghiệm khổ để hiểu rõ nguyên nhân của khổ. Từ đó sẽ chấm dứt, không phải mong thoát khổ để được lạc. Kính thưa các bạn, Thiện sư Thích Nhất Hạnh nói rằng mỗi hơi thở mỗi bước đi của chúng ta có thể lấp đầy bởi bình an hạnh phúc và sự thanh thản nếu tâm mình bình an và hạnh phúc vượt qua được những trắc trở thì sẽ cảm thấy không còn bất cứ trở ngại gì phía trước thầy minh tuệ cũng đang thực hành đi bộ hành đầu đà mỗi hơi thở mỗi bước chân của thầy đều chứa đầy sự an lạc các bạn nghĩ như thế nào về hai câu nói của thiền sư thích nhất hạnh và thầy minh tuệ chúng ta cần noi theo Đức Phật và các thầy tu học như thế nào giữa thời Bạt Pháp. Hãy để chúng ta, những người con Phật, noi gương thầy Minh Tuệ và Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, sống một cuộc đời giản dị an lạc và luôn tìm kiếm hạnh phúc đích thực trong từng phút giây của cuộc sống. Sự hiện diện tỉnh thức và lòng từ bi sẽ dẫn dắt chúng ta trên con đường tu học, giúp chúng ta tìm thấy bình an giữa những sóng gió của cuộc đời nếu thấy video này hay và ý nghĩa đừng quên nhấn nút thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào cảm ơn bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo